Như vậy thì chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của kênh truyền thông bóng đá phố miền Tây. Chúng ta đang có mặt tại sông đá Tân Lân, Cần Đức để theo dõi trận cầu giao hữu giữa các thủ FC Tú Hải và đội bóng Bãi Cát Nam Hà. Cả hai bên đều đã có những đường truyền đi chưa chính xác và những pha dứt điểm từ xa chưa mang lại sự hiệu quả. Thêm những nỗ lực nữa dành cho các thủ áo đen. Được truyền rất tốt, khoảng trống dành cho các cầu thủ bên phía Tú Hải FC dứt điểm. Cú đá đi hơi nhẹ, chưa đủ uy lực để có thể hạ được hàng phòng ngự bên phía câu lạc bộ Bãi Cát Nam Hà. Đó là pha phối hợp ít chạm ở khu vực trung tuyến và người kết thúc cuối cùng là vị trí của Minh Vương. Một cơ hội nữa dành cho Tám Gà. Pha xử lý bình tĩnh của Tám Gà, mất bóng nguy hiểm. Trọng tài xác định không có lỗi và đây là thời cơ dành cho các thủ Bãi Cát Nam Hà dứt điểm rất đẹp mắt và tỷ số đã được mở dành cho các thủ áo vàng. Một sai lầm của hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo đen và họ đã phải trả giá bằng tình huống ghi bàn của tiền đạo bên phía đội bóng Bãi Cát Nam Hà. Người lập công là vị trí của anh Nghĩa. Cầu thủ mang chiếc áo số 8 đã có pha dứt điểm ở khu vực trung lộ để mang về bàn thắng mở tỷ số giúp cho Bãi Cát Nam Hà vượt lên dẫn trước. Chúng ta xem lại pha để mất bóng nguy hiểm và đã có một tình huống dứt điểm tốt dành cho các chân sút áo vàng để giúp cho họ vượt lên dẫn trước. Bóng được đưa về dành cho thủ môn. Một pha mất bóng nguy hiểm nữa và lại là cơ hội ghi bàn. Tỷ số đã là 2-0. Các bạn cùng xem lại pha để mất bóng của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen và họ đã phải trả giá. Thủ thành anh Vàng đã xử lý không tốt trước tình huống ám sát của đối phương và hậu quả là các thủ Tú Hải đã nhận bàn thua thứ hai. Nỗ lực của Minh Việt, đưa bóng ngang, Minh Vương. Pha xoay sở tốt của số 17, tuy nhiên chưa có được không gian để tung ra được một cú ra chân. Thùng vườn băng bật nhất nhĩ không vào. Đó là pha phối hợp có nét nhưng đáng tiếc là pha chạm bóng cuối cùng của Tám Gà chưa đủ uy lực để hạ được thủ thành đối phương. Thời cơ nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo đen, có khoảng trống dành cho vị trí của Tấn Kha. Tấn Kha hoặc bóng lại sức kẹo dứt điểm. Đây, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho các thủ Tú Hải FC. Một tình huống xử lý rất khéo léo của Tấn Kha và anh đã có được cho mình pha lập công vừa rồi của Tấn Kha sau khi nhận đường truyền của đồng đội. Anh đã xử lý rất hay khi vượt qua được sự chi cản của hậu vệ bên phía đội bóng vàng trước khi đánh bại thủ môn bên phía đội bóng Bãi Cát Nam Hà ở cú đá ở cự ly gần. Vẫn là những pha điều bóng hay, tiếp tục là tốc độ của Minh Vương. Đường truyền của Minh Vương. Pha đưa bóng vào, Minh Vương dứt điểm. Như vậy thì tỷ số đã là 2-2. Số 17 xuất phát mở ra đường truyền đầu tiên và anh nhận bóng lại từ đồng đội và sau đó là một tình huống dứt điểm bóng đi khá là bầm. Thủ thành bên phía Bãi Cát Nam Hà đã không ngăn cản tốt ở trong tình huống này. Quyết định dứt điểm đã không qua được hàng rào, cơ hội đá bồi vẫn không thành công. Chuyền lên và lại là khoảng trống nữa dành cho vị trí của số 12 Thành Được. Thành Được dứt điểm, quá đáng tiếc. Đường truyền vẫn đến với vị trí của các cầu thủ đen. Đây là cơ hội nữa dành cho Thành Được. Khoảng trống, tỷ số đã là 3-2. Pha phối hợp chính xác đã giúp cho Tám Gà ghi bàn để nâng tỷ số lên dành cho các thủ Tú Hải FC. Đội bóng áo đen đã có một màn lội ngược dòng ấn tượng ở trong hiệp 1 sau khi bị đối phương dẫn trước 2 bàn. Họ đã bình tĩnh và lấy lại thế trận, từng bước một tìm kiếm những bàn thắng rút ngắn tỷ số rồi sang bằng kết quả 2-2. Và bây giờ thì đường truyền của Thành Được đã giúp cho Tám Gà ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 bằng một cú đệm bóng dễ dàng. Bóng lại về chân của các thủ bên phía đội bóng Bãi Cát Nam Hà, một tình huống đi bóng tốc độ nữa. Có thể dứt điểm, đây là thật, không được, pha xử lý lại quá thiếu cảm giác. Cơ hội bị bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc của các thủ Bãi Cát Nam Hà để có thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Lãnh Phong là người để lỡ thời cơ này. Chúng ta cùng nhìn lại pha tỉa bóng của số 2 dành cho Lãnh Phong. Khi mà Quốc Trung đã cố gắng đưa ra đường truyền thuận lợi nhưng pha đột phá đã không vượt qua được nỗ lực ngăn chặn của Đình Trọng. Tình huống can thiệp khá quyết liệt. Nguy hiểm, như vậy thì đã có bàn thắng thứ tư dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen. Người ghi bàn là vị trí của cầu thủ mang áo số 5 Úc Tiên. Pha lập công để nâng tỷ số lên 4-2 từ một tình huống áp sát bất ngờ. Hàng phòng ngự bên phía đội bóng Bãi Cát Nam Hà đã không ngăn chặn tốt trong tình huống vừa rồi và họ đã để lọt lưới bàn thua thứ tư. Chúng ta cùng xem lại những nỗ lực của anh Trọng bên phía hàng lan cánh và sau đó là được truyền vào. Một cú đánh đầu cẩn thận và không thể có được phản xạ kịp thời đến từ người gác đền bên phía câu lạc bộ Bãi Cát Nam Hà. Cơ hội nữa cho Thái Đen.
xoay sở rất hay của số 77 đường tỉa bóng. Khoảng trống dành cho các số vàng có thể dứt điểm. Đây là cơ hội đối mặt không vào, cú đá dội vào cột dọc. Cú treo bóng của Tý Châu, các hậu vệ áo vàng đã kịp thời đánh đầu giải nguy. Vẫn là pha càng lướt tốc độ và cơ hội nữa dành cho số 9 không vào, vẫn còn. Không có pha đá bồi thành công dành cho vị trí của Lãnh Phong. Và chạm sức quyết liệt, tiếp tục một cơ hội nữa. Không được, đây là Trọng. Vẫn là những nỗ lực giữ bóng của các thủ thủ Hải để tìm kiếm cơ hội. Họ đang rất bình tĩnh, đường treo bóng khá hay, dứt điểm và đã có bàn thắng kế tiếp dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Thủ Hải FC. Tỷ số đã được nâng lên 5-2. Và dứt điểm một chạm của Hành Trọng sau quả treo bóng từ phía hành lang cánh phải. Chúng ta cùng nhìn lại pha treo bóng vừa rồi với quả tạt từ phía hành lang khá tốt. Bóng rơi có điểm rơi. Đó là một tình huống vùng chân hụt của anh Trọng, nhưng bóng đã chạm vào chân trụ của cầu thủ này. Hải Foden là người đứng trước bóng. Cú dứt điểm thẳng của Khải Foden rất khó chịu. Vẫn là những tình huống kiểm soát bóng của các cầu thủ áo đen. Dứt điểm, cú đá rất nguy hiểm của Tám Gà, không có bàn thắng dành cho Tám Gà. Vậy mà áo số 19 đang có được những pha đánh chặn hiệu quả, và đây là Tám Gà. Cơ hội nữa dành cho Tám Gà và các đồng đội. Rất bình tĩnh và nhịp nhàng, Khải Foden dứt điểm ngay, cú đá đi vọt xa của cầu thủ mang chiếc áo số 7. Quá đáng tiếc cho Khải Foden. Pha bắt bài tốt của hàng thủ bên phía đội bóng áo vàng, phản công dành cho Bãi Cát Nam Hà rất khéo léo. Văn Huy tỉ bóng lên Hải Đen, nỗ lực xoay sở của số 77. Chọc khe khoảng trống rất lớn dành cho số 8, dứt điểm và đã có bàn gỡ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Cuối cùng thì anh Nghĩa đã có thể dứt điểm chính xác. Và xử lý bình tĩnh của Thái Đen trước khi tung ra đường truyền chuẩn xác dành cho người đồng đội. Và sau một nhịp không chơi bóng thì anh Nghĩa đã rất bình tĩnh dứt điểm đánh bại thủ thành anh vàng. Và tỷ đè tốt của Thái Bảo rất dẻo. Vẫn là nỗ lực xử lý của số 62 rất hay anh Trọng, những pha phối hợp khá nhịp nhàng. Một cơ hội nữa dành cho Thủ Hải FC, rất chính xác, bàn thắng thứ 6 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen, và đó là hat-trick dành cho Tám Gà, đủ để đưa bóng vượt qua khỏi tầm với của hàng phòng ngự bên phía đội bóng Bãi Cát Nam Hà. Pha phối hợp rất hay và nhuần nhuyễn của các cầu thủ bên phía Thủ Hải FC. Thái Bảo bóng lại về chân của các cầu thủ Hải, một đường truyền hay nữa và đây là cơ hội dành cho các cầu thủ áo đen. Pha dứt điểm chính xác nữa, đó là một tình huống dứt điểm đẹp mắt ở góc hẹp. Bàn thắng của anh Trọng xác dành cho các chân sút bên phía đội bóng Thủ Hải FC, xuất phát từ đường truyền của Thái Bảo, sau đó là pha dứt cốt của Khải Foden và anh Trọng đã đưa bóng chuẩn xác vào khung thành ở góc hẹp. Đã có những sự vào sân thay đổi người khi mà anh Tám Gà được ra nghỉ và bây giờ Thanh Linh Vương đã trở lại. Pha xử lý của anh Nghĩa. Thái Đen dứt điểm, cú đã khá căng của số 77 nhưng chưa đủ hiểm hóc. Đường truyền của anh Nghĩa chưa thành công. Thời cơ nữa lại trở về với các cầu thủ bên phía đội bóng Thủ Hải FC. Khoảng trống dứt điểm đi, Thái Bảo tiếp tục là một đường truyền không được. Chờ bóng tiếp theo, không có gì nguy hiểm, vẫn còn Minh Phương. Minh Phương chưa thể dứt điểm. Bóng về chân của các thủ Thủ Hải FC, phản công dành cho các thủ áo đen. Đột phá, Khải Foden chưa thể vượt qua được sự trì cản gắt gao, vẫn còn. Tiếp tục là cơ hội dành cho Khải Foden rất dễ dàng, và bàn thắng tiếp theo đã được ghi dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen. Và ghi bàn nâng tỷ số lên 8-3. Và bứt tốc rất tốt của Khải Foden khi vượt qua cả thủ thành Văn Nghĩa và đưa bóng vào khung thành bỏ trống. Rất bình tĩnh. Vẫn còn Hoàng Thu đưa bóng ngang. Pha khống chế tốt của Khải Foden, một cơ hội nữa dành cho số 7. Cú dứt điểm chính xác nữa và bàn thắng tiếp theo dành cho Khải Foden. Tiếp tục là những sự hiệu quả, mỗi đợt lên bóng của các cầu thủ Thủ Hải FC đã có được những sự chính xác trong những cú đá cuối cùng. Lần này thì Văn Huy tỉa bóng. Vẫn còn, tiếp tục là Đình Trọng, cơ hội cho số 1 xoay sở dứt điểm. Sự đáng tiếc, cú đá của Đình Trọng vẫn chưa xuyên phá được hàng phòng ngự bên phía đội bóng Thủ Hải. Không có được pha đánh đầu. Vẫn còn, tiếp tục một cơ hội nữa dành cho các thủ áo vàng. Pha xuất bóng không thành công. Pha bóng bất cẩn. Cuối cùng thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành anh vàng. Và đúng lúc này trọng tài đã nổi còi kết thúc trận giao hữu giữa Thủ Hải FC và đội bóng Bãi Cát Nam Hà. Cuộc đối đầu khép lại với thắng lợi với tỷ số cách biệt dành cho các thủ Thủ Hải FC.